cầu hôn gái xinh giữa công viên, chàng trai nhận cái kết đắng lòng. Trời ơi, làm gì em đứng lên đi. Đừng có làm vậy nữa, người ta nhìn kìa. Anh có dẫn nè. Được rồi, đi nè. Trời ơi, đồng ý đi, đồng ý đi. Trời ơi, tình yêu gì đâu mà lãng mạn dễ sợ luôn á. Chàng trai ăn mặc bảnh bao, tay cầm bó hoa đắt tiền, chờ cô gái mà mình thích đến để bày tỏ tình cảm của mình. Lúc này, phát hiện cô gái ấy đã xuất hiện, chàng trai kéo tay cô gái đến gần mình để thể hiện tình cảm. Sự kiện đặc biệt này đã được một cặp đôi gần đó chú ý. Họ liền lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc đặc biệt này giúp chàng trai kia để ghi lại hình ảnh ngọt ngào này và nhiệt tình ủng hộ chàng trai này. Đừng có làm vậy nữa, người ta nhìn kìa. Anh có dẫn nè. Được rồi, đi nè. Trời ơi, đồng ý đi, đồng ý đi. Trời ơi, tình yêu gì đâu mà lãng mạn dễ sợ luôn á. Lúc này, cô gái được cầu hôn bất ngờ giật lấy bó hoa cầu hôn và ném xuống đất trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nè, anh đứng lên đi. Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh đừng có theo đuổi tôi nữa, anh được không? Tôi không có yêu anh. Phiền phức. Nè, nếu như mà không yêu người ta không đồng ý thì thôi. Mình là con gái mà, nói chuyện từ chó nhỏ nhẹ đàng hoàng cũng được mà. Tự nhiên sao mà dục bông dục hoa của người ta tùm lum vậy? Chị không có biết đâu, tôi với anh đâu phải người yêu của nhau đâu. Với lại á, anh theo dõi tôi một tháng nay rồi đó. Đây là lần thứ ba mà anh cầu hôn tôi kiểu này á. Tôi không có thích mấy cái trò này. Ủa, không phải người yêu sao mà anh cầu hôn sao được, đúng không? Trời ơi anh, tôi không phải là người yêu của ảnh. Tôi còn đi học mà, tôi chưa có muốn yêu đương. Anh cứ làm phiền tôi suốt như vậy hoài luôn, anh thấy mệt mỏi không? Không có ai yêu nhau hả mà phiền phức như vậy được hết á. Hóa ra chàng trai này điên cuồng theo đuổi cô gái kia, mặc dù đã bị từ chối nhiều lần. Nhưng thanh niên này vẫn một mực cầu hôn cho bằng được cô gái, mặc cho cô gái ấy đang còn tuổi ăn tuổi học, chưa tập trung cho tình yêu được. Ủa gì hả? Sao kỳ vậy? Người ta đã không yêu anh thì thôi anh bỏ cuộc đi chứ, cầu hôn gì tới mấy lần là làm phiền người ta lắm. Là mất mặt đàn ông hết á, thôi bỏ cuộc đi. Anh chị không biết gì đâu. Cái này tại vì nhiều khi có anh chị đứng đây rồi anh quay clip này kia nữa, rồi bạn gái tôi ngại mắc cỡ nên không có đồng ý đó. Không, thôi giờ anh chị đi chỗ khác chơi đi. Nè, bạn gái. Lúc này cô gái kia tỏ vẻ bực tức, bảo thanh niên kia nên từ bỏ ý định và đừng ảo tưởng nữa. Nói thẳng cho chàng trai kia biết và đừng có làm mấy cái trò điên khùng như thế này nữa. Nguyên, bình tĩnh nghe anh nói nè. Anh nói với em á, khó lắm trên đời này em mới gặp được người như anh. Anh rất là thương em, rất là quý mến em. Bây giờ em xem như là anh đặt cọc cái tình yêu này của em đi. Anh năn nỉ em luôn á. Anh hứa với em á, khi mà em quen anh rồi á, em sẽ được cuộc sống hạnh phúc. Em muốn đi đâu, muốn ăn chơi với bạn bè, anh đều đồng ý, anh chở em đi hết á. Rồi nửa đêm nửa hôm á, em có đói bụng hay là muốn uống trà sữa, anh mua, anh dâng tặng giường cho em luôn. Nhiều khi em ốm đau bệnh tật á, anh mua thuốc qua anh lo cho em luôn. Đó đó, anh chị thấy chưa? Có ai yêu người ta mà chù người ta ốm đau bệnh tật nằm liệt giường không? Hả? Không có chù, cái này là anh nói những cái kiểu dự chù thôi. Tôi không cần biết nữa, nói chung là từ đây thì sao? Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Anh mà còn như vậy nữa, tôi báo công an cái tội anh quấy rối người khác á. Đừng có đi theo tôi. Nè anh ơi, anh đừng có níu kéo chi nữa. Trời ơi, tôi nói thiệt á nha, tôi là con gái á, mà tôi thấy tình yêu của anh á, tôi phát cảm lạnh luôn vậy á. Cái này không phải tình yêu thật đâu, biết này là gì không, là tự chiếm hữu á, tình yêu bệnh hoạn gì đâu á. Thôi anh chị biết cái gì mà cứ nói sen vô. Chuyện nhà mình lo xong chưa mà lo chuyện người ta. Còn anh nữa, anh tắt camera đi, quay gì quay hoài vậy? Bắt đi anh, đi về anh. Đúng là cứ bệnh yêu bệnh hoạn. Bà bệnh hoạn á. Nguyên, tình cảm chân thành dành cho em á, em không thấy. Em ngó đi đâu sai xăm không à? Người ta tuy giàu hơn anh á, nhưng mà người ta có chân thành bằng anh không? Em quen mấy thằng đó chi rồi em khổ, em về em giữ nó cho mệt. Quen anh đi anh giữ em. Bông đẹp gì mà không nhận. Khùng điên gì đâu,